Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bò Lân Sơn Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0337 0919 1974 044 973. Hôm nay bên em về ít máy móc cũng như phụ tùng. Ở đây là quay video giới thiệu cho anh em. Ở đây là máy cắt cỏ Etin hàng chính hãng ha. Ở đây là máy cưa xích và ít phụ tùng. Máy cưa xích là xịn sò hàng G750. Máy với lại KVX. Sẽ ra cho anh em coi mẫu, hàng rất là xịn sò. Đây, dính. Đây là cái siêu phẩm mà KVX G750. Hàng này thì nó có tiếng ở thị trường rồi, xài cực kỳ ngon luôn, cực kỳ bền luôn, hàng KVX này. Đấy, anh em ngoài Bắc hay các tỉnh thành rất là ưa chuộng cái dòng mẫu KVX này. Hôm nay theo nhu cầu nó sẽ là về cho anh em. KVX G750 cực kỳ chất luôn. Thì trên những cái dòng máy của Trung Quốc mà hàng chất lượng cao thì nó rất là nhiều ha. Nên chỉ có là các anh nào đi trước thôi, thì hàng KV là nó đi trước đầu tiên. Cái dòng này nó phân phối ở Việt Nam là dòng đầu tiên, sau đó là những cái dòng chất lượng như Fujikawa hay là New West 688 rồi Husqvarna, là những cái mẫu đó nó theo chân sau. Đó là rất là xịn sò nha nha. Bao chất luôn này, dành cho những anh em mà đi cưa chuyên nghiệp cũng cưa được ha. Đấy, xịn sò luôn. KV quá chất anh em ha. Mẫu này là mẫu huyền thoại. KVX G750. Đó, có rất nhiều anh em hỏi hôm nay về hàng để phụ anh em. Đấy, em sẽ làm một bài review về cái máy này riêng cho anh em. Lần trước nhìn sơ bề ngoài mọi thứ ok, khá là ổn ha. Xịn sò luôn, phụ tùng đi kèm đầy đủ. Đầu máy không thôi anh em, hàng này chỉ có đầu máy không thôi. Không nhập làm xích, để làm xích nó quá nhiều. Về Việt Nam mình còn ráp những làm xích khác vào. Và đặc biệt ở đây có một con máy cưa xích Trung Quốc. Đấy, cũng hiệu KV luôn. Đấy. Nhưng mà KV này người ta gọi nó là KVX. Đấy, mình cứ xem KVX nó khác nào. Điều tiên em thấy là nó màu trắng này. Trắng đen, thấy rất là lạ mắt, bắt mắt. Đấy, mình xem khác biệt ở điểm nào này. Đó là con KVX. KVX này nha. Mình xem nó bạch chai cái nào. Thì mẫu này em thấy nó nhìn nó rất là đẹp. Đây, xem. Đây gọi là mẫu KVX nhé. Đây, sẽ làm video để phân tích cho nha. Nhìn nó xịn sò đây nhé. Bạch chai. Một mình một mẫu. Một cái mẫu kiểu. Đấy. Đây này, mặt ốp lam này khá là kín ha. Trên bình viền trắng hết, xịn sò đấy, nhìn đúng chất cái kiểu đại gia. Đây, lọc gió này làm ngắn thu gọn lại. Wow, sử dụng bình xăng con Wambro luôn anh em. Thằng này rất là xịn sò, cái là nó sử dụng bình xăng Wambro. Ở kia thì sử dụng bình xăng con Huawei gì đó. Hồi này được cái mình xem con Wambro luôn. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha. Đấy, mẫu cũng khá là bảnh nha. Trung Quốc chất lượng cao. Đó, rất là nhiều mẫu ha. Này là của KV, người ta gọi cái hàng này gọi KVX. KVX sử chế Wambro. Mình kể hơi coi. Hàng này là có trợ lực luôn nha anh em. Con KVX G750 kia không có trợ lực, nhưng mà con này là sau đời sau này tay cầm xịn sò quá. Có xịn sò luôn. Đời này đời sau này, sau KVX G70 này, nên là hắn có
có trợ lực luôn nha nha. Đó. Hầu như mẫu mỡ bây giờ là người ta muốn thiết kế là hàng trợ lực không à. Đấy, ghép thêm mình xem con Wambo nữa thì chất lượng nữa rồi. Công tắc tắt ở đây. Được, cái mẫu này khá là ổn thôi, đẹp. Thì em bán, anh em theo dõi kênh thì em biết rồi, em bán rất là nhiều cái dòng máy của Trung Quốc, nhưng em lựa những cái dòng nào mà chất lượng về em bán để phân phối tại thị trường ở Việt Nam mình. Đây là cái nắp đậy nhúng này rất là xịn sò nha. Mình cạy này ra thì anh em mới lấy được nhúng cho này. Nó nắp che hết. Đó, nó khác biệt, nhìn nó đẹp hơn rất nhiều, anh em nhìn con máy nó đẹp hơn rất nhiều so với thằng KV mẫu tiền nhiệm là để đầu nó. Đây những cục chúng lần này thiết kế lạ đi thế, nhưng mà con này thì không có trợ lực gì nhé, anh em giật không được thôi. Đó. Đó. Ôi, quá cứng luôn. Quá chặt. Rồi. Rồi mình cũng sang mẫu cái máy cắt cỏ nhé. Cắt cỏ này, cắt cỏ Estin FS250. Mình sẽ bỏ ra cho nhau coi. Những cái này là phụ tùng của máy cưa chèn vào cho đỡ tốn nhiều ship. Đây. Thùng này làm cực kỳ chắc chắn luôn. Cái này thùng ST này, nó chắc chắn luôn. Đấy, mấy cái cỏ ST đáng đồng tiền cho nhau sử dụng bao chất luôn. Chặt luôn, lợi xăng mà ba kim chỉnh luôn, còn đặc trưng ốc bông hết nhá, xi lanh nó 40 khá là mạnh nhá, còn này công suất khá là mạnh. Đó, đây đây đầu bò đầu biếu này. Đó, kỳ tiết kiệm nhiên liệu trong đó rồi. Đầu bò không cuốn cỏ này, quá vip luôn. Rồi mình cũng sang ít phụ tùng thôi, ở đây thì có lam cưa xịn này. Làm này làm có 5 tấc nhé, khoảng cách cắt được 40 cm nhé, theo 16 in đấy, làm xịn ha, cho anh em coi làm xịn này. Đây đây là một cây làm xịn ha, đầu la tinh rất là mỏng này. Đó, xài cực kỳ bền luôn. Những cái làm lâu là anh em để ý cái đầu la tinh đường viền này này, nó thô là một, thứ hai là nó to dày và đúng hàng zin, nó rất là mỏng nhá. Nè, đường nào ra đường đấy này anh em thấy không? Góc này nó sáng quá anh em nhìn đây này. Đường nào ra đường đấy, đến đây to hay là nó là hàng zin đó. Hàng nhái thì nó không có la tinh như vậy đâu. Đây. Đời này bây giờ nó cải tiến là cái bộ khung của chân này này. Nó ghi là 1.3 này. Các thông số kỹ thuật nó dập nó khác so với mấy cái đời tiền nhiệm đó nhá. Đó. Tức là mẫu lam zin này nó có một lam sản xuất tại Đức và một lam sản xuất tại Berlin. Thì hàng mỏng như thế này thì nó sản xuất tại Berlin ở Đức này, còn hàng to chân hơn thì nó sản xuất tại Berlin. Ví dụ như anh em mua mà cái xài cho xích mà tròn 6 đồ ấy, thì anh em phải mua cái lam của Berlin, rãnh nó lớn hơn, còn này rãnh nhỏ. Ok, rồi mình cùng sang bên này ít phụ tùng anh em nha. Nắp xăng xịn này. À, cái này nắp nhớt. Nắp nhớt Estin 250. 250 mấy dòng máy nhỏ này, xịn này. Ít ốc bông, ốc lục giác này. Đấy, 6 ly 1 phân. 6 ly 2 phân này nha. Đó, rất là nhiều ha. Ốc này nhiều khi lúc kiếm không ra luôn. Đây, ốc nữa này. 4 ly này. 4 phân nữa, 6 ly. Đấy. 9 ly luôn, rất là nhiều. 5 ly ốc ha, nhà ốc luôn. Đấy, thì cần thì nó không có mà mấy. Ok. Đấy, rất là nhiều ốc này. 5 ly đây nha. 4 ly này, lắp những máy xin nó qua bãi rồi đấy. Này 4 ly dài này. Đây, 3,5 này. Ốc 4 ly ha.
rất là nhiều. Nhiều lắm, rất là nhiều này, phụ tùng ốc ác ha, đầy đủ để phục vụ anh em. Đây là tay nắm giật zin này, tay nắm giật zin của thằng 382 này, 382 ha, 382 có rồi, 381 cũng có luôn anh em. Đây 381 này, xịn sò luôn, 382, 381 này. Đấy, tay nắm giật zin nữa ha. Đây là khui cho anh em coi hàng zin như thế nào. Đây này, hàng zin nó là nó bán nguyên cả nắm luôn ha. Nắm này nó có giảm giật, rất là êm tay luôn. Chứ mà như hàng lô anh thấy cái gì, anh em thấy dây giật cứ khoảng 10.000, cái này tới 200 mấy một cái zin như thế này ha. Đó. Đây này. Khi giật nó có đoạn cao su kéo giãn ra. Đó, dây giật zin luôn. Thế là nó bán nguyên bộ như này anh em nhé. Rồi mình để chơi đây đi. Đắp nhớt ha, nhớt zin. Ở đây thì bên em phân phối luôn dòng nhớt KV luôn cho anh em luôn nhé. Mua máy KV bán luôn nhớt KV cho anh em luôn. Rồi ở đây là lòng này, lòng 5.200 hàng chất lượng nhé, Pro 1 này, chất lượng. Lòng cũng của KV đồ tinh đấy, là lòng đó. Và hàng này hàng chất lượng ha. Em xinh này. Đây nha. Lòng chất lượng ha. Thì vì khách hàng người ta thích hàng xịn hàng thường là bên em có đầy đủ hết. Đấy. Ok. Đây ốc luôn này, các loại ốc luôn. Đây có ốc bông luôn anh em này. À, ốc lục sắc dài thôi. Chưa ốc bông. Ok đây. Okay. Ốc này nó bắt ở cái tay cầm của 381 này, nhưng mà này em tưởng ốc bông mà ra ốc này. Ở đây. Ôi giời ơi. Những tay này em lấy hàng zin chỉ gửi nhầm rồi. Sai này, sai này. Gửi lấy zin mà. Đây phe cài này. Phe cài nhâm này. Đây phe lô hàng 66. Đấy là hàng lô thì nó khác nha, hàng lô này để riêng này. Rồi. Cái này là xem nào. Chế này. Cái này bị trong con đấy. Hàng chất lượng của 5.200. Dìm bà này. Xịn sò chưa. Chất liệu ha. Thêm cái tay nắm giặt này. Rồi đây là cái gì đây? Bô. Bô nổ 250 này, máy cưa xích chất tin 250 ha. Nhiều anh em hỏi lắm. Đây, bô nổ 250 ha. Bô này bô lô nha anh em, thằng lô nhé, phải gì nữa. Xin mình mua đồ tin mắt bô lô á. Ok. Ở đây thì là mô bin điện, hàng tốt AIB ha, của 250 luôn. Lửa đấy, lửa của 250, Atin 250. Đó là xịn sò luôn. À, bình xăng con ở đây là bình xăng con này. Lửa có mà bình xăng con. Xem bình xăng con AIB nó khác nhỉ nó. Xăng con này của Atin 170 ha. AIB Ấn Độ. Khá là xịn sò luôn. Đây là lòng đèn zin này. Đây là gió của em. Ở đây thì có da bơm này. Đậu sợ.
này da bông bộ ha, da bông bộ này của thằng 660 Rayman chất lượng ha. Đây hàng này xịn sò này anh em, đây cho nhìn là fit chơi hàng VIP luôn ha. Đây ta comment hàng là bộ bấm xích, bộ xích hàng xịn nha, bữa về lấy cái hàng giá mềm cho anh em hôm nay, nhưng mà hôm nay về hàng, hàng chất lượng luôn để khui cho anh em coi. Đây là bộ độc xích của Tecomet này. Đấy. Này nó có điều chỉnh được anh em, tăng này, điều chỉnh này. Điều chỉnh này để cho anh em sử dụng được nhiều khay. Đấy. Đấy. Rộng mở tính là tùy anh em điều chỉnh ha. À, đi kèm thêm được mũi độc xích này. Mũi độc xích nhìn rất là xịn sò luôn. Đấy, bấm đây. Hàng chất lượng ha. Đấy là đồ dụng cụ bấm xích dành cho anh em muốn bấm. Rồi những cái bộ phận như này nó có bán rời hết anh em nhé, nhưng mà hàng này thì em không biết, nhưng có những hàng thường hơn thì có. Rồi mình xem tổng phụ tùng thứ hai có những cái món gì. Ở đây là máy luôn ha, máy luôn KV bít tông tốt này, 170 Estin ha. Ôi rồi, nó rất vui. Bình xăng, bình chứa xăng này. Đó, chứa xăng của máy 381. Ở đây là cái gì đây? Bô 381 trắng. À, bô nổ. Bô nổ. Rồi bít tông bạc này, 660 này. Chất lượng này. Đây là 180. Đây là cái gì đây? Bi xăng con 381. Rất là nhiều ha. Rất là nhiều phụ tùng. Xem. Zimbabwe. Xịn sò. Những dòng này dòng thương hiệu khá là chất lượng nhé. Ro nòng rồng lốc của 5002 nòng, đây rồng lốc này, rồng lốc luôn, bộ giật trợ lực này, à này không trợ lực, cái xích thôi, 5002 này không trợ lực. Đây là điện này, điện của 361 AIB 361, da bơm ha, da bơm của 365, lò xo zin. Đây zin, hàng zin luôn nhé, chó zin này, chó này nhiều khi nhớ cái bỏ hết giờ có này rồi. Đây bully zin, zin của Estin. Đây chó zin luôn. À, nhung nhớt lắp xăng zin này. Đấy hàng zin đấy. Cái này bully zin của thằng cắt cỏ Estin 250, bully tốt của thằng 52. Đây là bị chín con luôn ha. Lọc xăng zin này của 365. Cái này là cái phôi nhúng của thằng 381. Cái này là cái gì đây? IC 361. Rất là nhiều phụ tùng. Là xo ha. Ốc bông zin này nha. Đó, cái gì đấy. Cái này là đồng tiền. Không bùng lâu. Này đồng tiền luôn. Đây, rất nhiều dây dắt này, loại nhỏ này, chất liệu hai KV. Này là dây màu nhỏ xíu, có 2.5 thôi. Đó. Đây là cái gì đây? À, nắp nhớ, à, nắp xăng. Đây là lốc, này là lốc máy này nha. Lốc máy 381.
máy IT ha, Trung Quốc ha. Đây. Hàng chất lượng nhé. Còn này là cái gì đây? IC381. Đây là lòng cái gì đây? Lòng 381 ha. In India, hàng Ý. India. Rồi. Hết rồi anh ạ. Ốc ha. Đó là một ốc của tôi hôm nay về. Đặc biệt nhớt KV. Nhớt ha, đây nhớt KV ha. Đó, rất là xịn sò cho anh em. Đây. Anh em mua gì thì liên hệ trực tiếp với Thắng nha. Đấy. Hay. Đó là KVX ạ. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều. Xin chào anh em.